The Dewey Schools, hệ thống trường song ngữ tiên phong, mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới. The Dewey Schools là nơi phụ huynh tìm đến, học sinh yêu thích và nhân viên tự hào. Mục đích của The Dewey Schools là truyền sức mạnh và truyền khả năng cho các thế hệ học sinh với những kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm chủ sự thay đổi của thế giới, trở thành người lãnh đạo tác động tích cực tới cộng đồng ở bất kỳ nơi đâu các em sống. Nhận thấy sự tương đồng giữa phương pháp giảng dạy của nhà trường với triết lý của nhà giáo dục John Dewey, người sáng lập ra phương pháp giáo dục thực nghiệm, The Dewey School ra đời và lấy câu nói nổi tiếng của John Dewey làm tôn chỉ: giáo dục không phải sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống. Chúng tôi tin rằng nhà trường không chỉ là nơi được xây dựng để cho trẻ em đến học, mà chính là môi trường sống của ngày hôm nay. The Dewey School tiên phong theo đuổi triết lý giáo dục tự học, tự giáo dục thông qua phương pháp Learning by Doing, giáo dục thực nghiệm, giúp học sinh tìm được đam mê trong việc học với những cách khám phá tri thức riêng của mình. Logo The Dewey Schools mang đến sự hiện đại, đổi mới và thể hiện được những giá trị của nhà trường: trí tuệ, đam mê, chính trực và truyền cảm hứng học tập, khám phá. Biểu tượng chữ D cách điệu cũng chính là hình ảnh bộ não mang ý nghĩa học tập, sáng tạo không giới hạn. Đây cũng là hình ảnh viền của cục hội thoại, thể hiện sự kết nối tri thức, đối thoại và gợi mở. Màu sắc logo đa dạng, trẻ trung, thể hiện sự năng động và khơi dậy trí tò mò. Màu xanh dương đậm thể hiện trí tuệ và chính trực. Màu xanh lam nhạt mang ý nghĩa về sự trong sáng, tự nhiên, màu của cuộc sống. Màu vàng là màu của nhiệt huyết, sáng tạo. Linh vật của The Dewey School là hình ảnh cá heo, biểu tượng của sự thông minh, nhanh nhạy, thân thiện và đoàn kết. Thể hiện niềm tin, học sinh Dewey sẽ có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, sự hào phóng và tinh thần gắn kết, sẵn sàng vươn ra biển lớn. The Dewey School mưu cầu một thế giới tốt đẹp hơn thông qua 4 giá trị cốt lõi, được học sinh Dewey hiện thực hóa qua từng hành động. Integrity, cam kết với những gì mình nói, mình hứa và hành động với sự chân thực và trách nhiệm. Đam mê, nhiệt huyết khám phá lĩnh vực mà mình yêu thích, từ đó truyền cảm hứng và tạo động lực cho mọi người xung quanh. Hào phóng, sống với lòng nhân hậu và thấu cảm, tôn trọng sự đa dạng và đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội. Học tập suốt đời, thể hiện tình yêu học tập và chủ động tìm tòi kiến thức, từ đó có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của cá nhân và cộng đồng. Nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện và phát huy tối đa khả năng ở nhiều lĩnh vực, The Dewey Schools tổ chức sự kiện thường niên bao gồm các sự kiện học thuật và ngoại khóa. Học sinh có môi trường phát triển tối đa năng khiếu, khai phá tiềm năng của bản thân, The Dewey Schools thành lập các câu lạc bộ chia thành 4 khối chính: khối câu lạc bộ học thuật, nhóm câu lạc bộ tạo không gian cho học sinh liên tục học hỏi kiến thức mới ở lĩnh vực mình thích, phát triển tư duy đa chiều và năng lực ngôn ngữ; khối câu lạc bộ kỹ năng, nhóm câu lạc bộ giúp học sinh Dewey phát triển đa dạng kỹ năng cần thiết cho tương lai; khối câu lạc bộ nghệ thuật, nhóm câu lạc bộ mở khóa tiềm năng sáng tạo nghệ thuật vô hạn trong mỗi học sinh với chuỗi hoạt động đa dạng; khối câu lạc bộ thể thao, nhóm câu lạc bộ nơi học sinh sùng sức thi đấu tranh tài với bạn bè, nâng cao sức khỏe thể chất, tăng khả năng phản xạ và rèn luyện tư duy, ý chí, tinh thần đồng đội. Nhìn lại chặng đường đã qua, The Dewey Schools tự hào với những thành tích nổi bật mà các thế hệ học sinh của mình đã đạt được.
cùng rất nhiều huy chương vàng, bạc, đồng tại các cuộc thi uy tín trong và ngoài nước. Tiếp tục mạnh mẽ phát triển và dẫn đầu về chất lượng giáo dục mang đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam, The Dewey School tin rằng cộng đồng giáo viên, phụ huynh và học sinh Dewey sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, truyền cảm hứng cho người khác thông qua những công việc chúng ta cùng nhau thực hiện. The Dewey School, giáo dục không phải sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.